Cô chào tất cả các bạn. Trong tuần vừa qua chúng ta đã học được những vần gì rồi nào? Để giúp các em nhớ và ôn lại các vần chúng ta đã học từ bài 91 đến bài 96 thì hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài 97, bài ôn tập nhé. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta qua bài mới nhé. Bài 97 ôn tập. Các em hãy quan sát tranh giúp cô. Tranh vẽ gì nào? À đúng rồi, đó là cái loa. Vậy trong từ cái loa tiếng nào mang vần oa? Đúng rồi, đó là tiếng loa. Vậy vần oa có những âm nào? À đúng rồi, đó là âm o và âm a. Các em quan sát tiếp giúp cô. Đây là gì nào? Đúng rồi, đây là phiếu bé ngoan. Vậy trong từ phiếu bé ngoan tiếng nào mang vần oan? À, đó là tiếng ngoan. Vậy vần oan có những âm nào? Chính xác rồi, đó là âm o và vần an. Rồi, vậy các bạn hãy phân tích cho cô vần oa nào. À, vần oa gồm có âm o đứng trước và âm a đứng sau. Vậy còn vần oan thì như thế nào? À, vần oan thì gồm có âm o đứng trước và vần an đứng sau. Cô có o a oa, o a n oan. Các em hãy đọc lại giúp cô. À, vậy trong tuần vừa qua các em còn được học vào những vần nào nữa? Đây là các vần chúng ta đã học từ bài 91 đến bài 96. Vậy bây giờ các nhiệm vụ của các em là hãy ghép các âm ở hai cột để tạo thành vần đã học. Cô ví dụ âm o ghép với âm a, cô được o a oa. Tương tự như vậy, bây giờ các em hãy thử ghép những vần này giúp cô nào. Trước khi ghép thì chúng ta hãy đọc lại nhé. O A E I A An Anh An Ăn Anh Ác Ách Ách. À, vậy bây giờ các em hãy ghép lại giúp cô thành vần nào. O E E. Tiếp theo âm o ghép với vần ai ta được O A I O I. O A I O I. O A N O N. 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 O A nhờ oan. O A tờ oát. O A tờ oát. O A chờ oát. À, vậy là chúng ta vừa đọc lại hết tất cả các vần có âm o đứng trước từ bài 91 đến bài 96. Vậy bây giờ các con hãy đọc trơn lại giúp cô nhé. À, bây giờ các con hãy đọc lại cùng cô nào. Oa Oe Oai Oai Oan 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 Oát Oát Oát. À, vậy là chúng ta vừa mới ôn lại bảng vần. Bây giờ cô có 3 từ. Trong 3 từ này chứa vần hôm nay chúng ta ôn. Các con hãy quan sát 3 từ nhé. Cô mời một bạn đọc giúp cô nào. À, con rất là giỏi. Bây giờ đọc cùng cô nhé. Khoa học, ngoan ngoãn, khai hoang. Nhiệm vụ của con bây giờ là tìm tiếng chứa vần chúng ta ôn tập hôm nay.
Từ đầu tiên, khoa học. Trong từ khoa học, tiếng nào mang vần hôm nay chúng ta ôn? À đúng rồi, đó là tiếng khoa. Tiếng khoa mang vần oa, hôm nay chúng ta ôn lại. Tiếp tục nào. Ngoan ngoãn. Vậy trong từ ngoan ngoãn, tiếng nào mang vần hôm nay chúng ta học? Chính xác. Cả tiếng ngoan và tiếng ngoãn đều mang vần oan, hôm nay chúng ta ôn lại. Từ cuối cùng, khai hoang. Vậy trong từ khai hoang, tiếng nào mang vần nào? À đúng rồi, đó là tiếng hoang mang vần oan, hôm nay chúng ta vừa mới ôn lại. Vậy một bạn phân tích cho cô tiếng hoang nè. À rất là chính xác, tiếng hoang gồm có âm hờ đứng trước và vần oan đứng sau. Cô đố các bạn, khoa học nghĩa là gì nào? À, khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới. Và trong hình, những người nghiên cứu thì chúng ta gọi đó là nhà khoa học. Vậy cô đố các con, ngoan ngoãn có nghĩa là gì nào? À, ngoan ngoãn có nghĩa là luôn vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô đó các con. Vậy từ cuối cùng, khai hoang. Vậy cô đố các con, khai hoang nghĩa là gì? À, khai hoang là công cuộc mở mang khai phá ruộng đất, phát triển văn hóa của vùng miền. Và trong đây là chú đang khai hoang ở miền núi đó các con. À, bây giờ chúng ta cùng đọc lại nhé. Khoa học, ngoan ngoãn, khai hoang. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc lại toàn bộ bài nhé. Con đọc đi nào. À, con đọc đúng rồi, cô có người lời khen con. Và con đọc rất là tốt rồi, bây giờ thì cô trò mình cùng viết nhé. À, vậy khi viết thì chúng ta cần phải chú ý tư thế ngồi viết, cầm bút đúng và tập trung thì chữ viết của mình thì sẽ đẹp hơn đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua vào cái từ đầu tiên nhé. À, từ đầu tiên chúng ta viết đó là từ ngoan ngoãn. Các con chú ý nghe cô hướng dẫn. Chúng ta sẽ đặt bút ở giữa dòng ly 2, viết chữ ngoan. Kết thúc chữ ngoan ở đường ly số 2, sau khoảng cách một con chữ O, viết cho cô con chữ ngoãn. Được chưa nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ viết từ khai hoang. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt bút ở đường ly số 2, viết cho cô chữ khai. Kết thúc ở ngay đường ly số 2. Cách một con chữ O chúng ta viết chữ hoang. Đặt bút ở đường ly số 2. Viết chữ hoang kết thúc ở đường ly số 2. Các con đã nhớ chưa nào? Các con cùng viết nhé. Con có thích hoa không? À, cô đố con hoa này là hoa gì nhé? Hoa gì đây con? À đúng rồi, đó là hoa đào. Vậy tiếp theo cô đố con tiếp, hoa này là hoa gì? Rất là chính xác, hoa này là hoa mai. Hoa đào và hoa mai là hai loài hoa đặc trưng của ngày Tết đó con. Để xem hoa đào, hoa mai ưa thời tiết như thế nào và chúng có màu sắc gì thì chúng ta cùng đọc đoạn thơ sau nhé. Các con hãy lắng nghe cô đọc. Hoa đào ưa rét, lấm tấm mưa bay, hoa mai chỉ say, nắng pha chút gió, hoa đào thắm đỏ, hoa mai rát vàng. Các con đã nghe rõ chưa? À, cô sẽ đọc lại thêm một lần nữa nhé. Hoa đào ưa rét, lấm tấm mưa bay, hoa mai chỉ say, nắng pha chút gió, hoa đào thắm đỏ, hoa mai rát vàng. Các con vừa nghe cô đọc rồi đúng không? Vậy trong đoạn thơ cô vừa đọc
Tiếng nào mang vần hôm nay chúng ta ôn nào? À đúng rồi, đó là tiếng Hoa. Tiếng Hoa mang vần oa hôm nay chúng ta học. Rất là tốt. Vậy bây giờ các em hãy đọc đoạn thơ này giúp cô. Chúng ta cùng đọc lại thêm một lần nữa nào. Hoa đào ưa rét, lấm tấm mưa bay. Hoa mai chỉ say, nắng pha chút gió. Hoa đào thắm đỏ, hoa mai rát vàng. Các con có biết không? Hoa đào và hoa mai là hai loài hoa nở vào dịp Tết. Và hoa đào thì thường có ở miền Bắc và hoa mai thì có ở miền Nam. Hoa đào thì có màu hồng thắm đỏ, còn hoa mai thì có một màu vàng rực rỡ. Bây giờ các con hãy đọc lại đoạn thơ cho ba mẹ mình nghe nào. Các con đã đọc xong chưa? À rất là tốt. Vậy bây giờ các con có thích nghe kể chuyện không nào? Thích đúng không? Vậy hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Chú gà trống khôn ngoan nhé. Các con có đồng ý không? Câu chuyện của cô gồm có 4 bức tranh. Các con hãy quan sát 4 bức tranh và lắng nghe cô kể nha. Một chú gà trống đang ngủ trên một cây rất cao. Có một con cáo từ lâu đã rất thèm ăn thịt gà. Lần này nó quyết định lừa gà để ăn thịt. Cáo ta lân la lại gốc cây và nói: "Này anh gà trống, anh đã nghe được tin gì mới chưa? Từ ngày hôm nay, tất cả các loài sống trên trái đất sẽ hòa thuận, không làm hại nhau nữa. Anh nghe tôi đến đây, tôi quyết không động đến anh đâu." Gà đáp: "Thế thì vui quá nhỉ." Gà vừa nói vừa ngó nghiêng xuống đất đề phòng. Cáo tình mắt nhìn thấy liền hỏi: "Anh gà trống thân mến, anh đang làm gì thế?" Gà trống liền đáp tỉnh bơ: "Có hai con chó săn đang chạy đến đấy." Cáo nghe thấy vậy, mặt cắt không còn giọt máu, cụp đuôi chạy thẳng. Gà trống thấy vậy liền gọi cáo lại: "Cậu chạy đi đâu đấy? Chính cậu vừa nói là từ giờ loài vật không còn sâu xé nhau nữa kia mà." Cáo vừa chạy vừa chữa thẹn: "Nhưng tôi sợ chúng chưa biết tin hòa bình lại ăn thịt tôi thì sao?" À, cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện Chú gà trống khôn ngoan. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi từng tranh nhé. Các con hãy cùng quan sát lại nhé. Con cáo nhìn thấy gì? À, sau đó con cáo nó mới nói gì với chú gà trống này nè. Rồi cuối gà nói gì mà chú cáo này lại chạy như thế này? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi từng tranh nhé. Một chú gà trống đang ngủ trên một cây rất cao. Có một con cáo từ lâu đã rất thèm ăn thịt gà. Lần này nó quyết định lừa gà để ăn thịt. Cáo ta lân la lại gốc cây và nói: "Này anh gà trống, anh đã nghe được tin gì mới chưa? Từ ngày hôm nay, tất cả các loài sống trên trái đất sẽ hòa thuận, không làm hại nhau nữa. Anh nghe tôi đến đây, tôi quyết không động đến anh đâu." Gà đáp: "Thế thì vui quá nhỉ." Gà vừa nói vừa ngó nghiêng xuống đất đề phòng. Cáo tình mắt nhìn thấy liền hỏi: "Anh gà trống thân mến, anh đang làm gì thế?" Gà trống liền đáp tỉnh bơ: "Có hai con chó săn đang chạy đến đấy." Cáo nghe thấy vậy, mặt cắt không còn giọt máu, cụp đuôi chạy thẳng. Gà trống thấy vậy liền gọi cáo lại: "Cậu chạy đi đâu đấy?
Chính cậu vừa nói là từ giờ loài vật không còn sâu xé nhau nữa kia mà. Cáo vừa chạy vừa chữa thẹn. Nhưng tôi sợ chúng chưa biết tin hòa bình, lại ăn thịt tôi thì sao? À, cô vừa kể cho chúng ta nghe bài Chú gà trống khôn ngoan. Vậy tối nay mình hãy kể lại câu chuyện này cho ba mẹ mình nghe nhé. Vậy các con nghe câu chuyện xong thì các con thấy được điều gì nào? À, câu chuyện ca ngợi chú gà trống khôn ngoan, nhanh trí, phê phán thói gian xảo, độc ác, ngu ngốc của cáo. Các con cũng hãy cẩn thận và đề phòng những kẻ gian nhé. Sau tiết học này, cô có nhiệm vụ dành cho con. Đó là con cần phải hoàn thành cho cô phiếu bài tập. Phiếu bài tập của cô có 3 bài. Bài 1 là nối, thì đối với bài này con cần phải đọc kỹ hai cột để khi mà nối vào thì sẽ thành câu có nghĩa. Con cần đọc kỹ nhé. Còn đối với bài 2 nối ở cột A với lại cột B thì con cần quan sát hình và con đọc câu để nối hình với lại câu cho nó phù hợp. Bài số 3 là bài viết. Thì con cần phải viết cho cẩn thận để đúng độ cao, độ rộng của con chữ nhé. Và cuối cùng là dặn dò của cô, thì các con cần đọc lại bài hôm nay chúng ta học và các con luyện đọc thêm giúp cô bài này nhé. Các con có làm được không nào? Cô hy vọng là con sẽ làm thật là tốt. Cô chúc con có một buổi học thật